phóng viên rất nhiệt tình. Tàu đang trên đường, đây là phà đấy, phà đang trên đường đi ra đảo Cát Bà. Tối nay đoàn sẽ nghỉ lại ở đảo Cát Bà. Đây là một phần của vịnh Hạ Long. Hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp luôn. Ai chưa đi vịnh Hạ Long vào thì đi vào mùa này nhé, đẹp lắm. Mà cái nắng này ấy, trời chụp ảnh rất là đẹp nhé.